bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Blogger công bố list nghệ sĩ có thể khiến showbiz Trung bùng nổ, Dịnh, Mịch, Bác đều góp mặt. Mới đây, danh sách những minh tinh Hoa ngữ được dự đoán có khả năng khuấy đảo showbiz Trung trong thời gian tới đã được blogger công bố. Danh sách này hiện đang nhận về hàng loạt sự quan tâm từ netizen. Kể từ thời điểm đầu năm 2022 cho đến nay, showbiz Trung thường xuyên xuất hiện hàng loạt biến động từ lớn cho đến nhỏ, từ ly hôn cho đến ngoại tình hay liên hoàn phốt đều xuất hiện liên miên khiến dân đu đưa chín hiệu, phải mất ăn mất ngủ. Hiện nhiều người đặt câu hỏi rằng nửa cuối năm này liệu sẽ xảy ra những gì? Mới đây, blogger chuyên săn drama của xứ Trung là Trương Tiểu Hàn đã đăng tải danh sách dự đoán những nghệ sĩ có khả năng làm khuấy đảo showbiz trong thời gian sắp tới. Trong số đó có cái tên đình đám đều được nhắc đến như Triệu Lệ Dịnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Dương Tử, Angela Baby. Dương Tử, đầu tiên là Dương Tử, cô nàng được xếp top 1 những nhân vật có khả năng dễ đại bạo trong nửa cuối năm 2022 này. Từ khi bước chân vào showbiz đến nay, cô thường bị coi là một trong số diễn viên bị ghét nhất làng giải trí Hoa ngữ với vô số ồn ào về cách ứng xử kém duyên, thái độ hạch sách nhân viên, hơn thua với đồng nghiệp hay việc can thiệp thẩm mỹ. Dạo gần đây, Dương Tử đang hoạt động rất tích cực cả trong lĩnh vực phim ảnh, show truyền hình hay cả những thương vụ quảng bá cho sản phẩm của nhãn hàng. Thậm chí trong ngày thất tịch, vừa qua, Dương Tử còn được là nghệ sĩ được cộng đồng mạng quan tâm nhiều nhất trên tòa mạng, theo thống kê của điểm nóng Weibo. Địch Lệ Nhiệt Ba, đứng sau Dương Tử là Địch Lệ Nhiệt Ba, mỹ nhân Tân Cương, cô luôn được biết đến là nữ minh tinh được săn đón nhất nhì showbiz. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc cực phẩm với khuôn mặt sắc sảo mà còn nắm trong tay những tài nguyên khủng của làng giải trí. Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục gây bão mạng xã hội với những màn khoe nhan sắc qua camera thường của người đi đường vô cùng xuất sắc. Tuy vậy, fan của cô và Angela Baby lại từng khiến cõi mạng dậy sóng bởi màn đại chiến trên Weibo. Điều này cũng khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng không nhỏ. Triệu Lệ Dịnh. Tiếp đến là Triệu Lệ Dịnh, nữ diễn viên được xếp vào danh sách những mỹ nhân trong sạch nhất showbiz. Người đẹp họ Triệu nhiều năm nay vẫn luôn nỗ lực và giành được chỗ đứng không nhỏ trong làng giải trí Hoa ngữ. Ngay cả khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong thì cô vẫn chưa hề dính vào bất kỳ lùm xùm đời tư nào. Từ đầu năm 2022 đến nay, Triệu Lệ Dịnh liên tục nhận những dự án phim và thu về được thành công vang dội. Cô nàng có đất được lòng giới phê bình nghệ thuật bởi sự khiêm nhường và tài năng của mình. Dương Mịch, đứng thứ tư là Dương Mịch. Trong quá khứ, vợ cũ của Lưu Khải Uy từng dính vào bê bối lừa gạt từ thiện của trẻ em khuyết tật, bị dư luận chế trách là người mẹ vô trách nhiệm, bỏ rơi con gái để lo cho cuộc sống riêng. Chính vì thế mà từng có thời gian, nữ diễn viên bị xếp vào danh sách những minh tinh bị ghét nhất showbiz. Đến hiện tại, Dương Mịch tuy có dính tin đồn hẹn hò với tình trẻ Nguyễn Đại Huân, nhưng cô vẫn đang có được sự nghiệp đáng mơ ước. Ngoài vai trò là một hoa đán đình đám thì cô cũng là một bà chủ quyền lực khi một tay nâng đỡ rất nhiều minh tinh đình đám như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân, Cao Vị Quang, Trương Vân Long, Hoàng Mộng Ánh, Trúc Tự Đan, Châu Kha Vũ. Angela Baby. Người thứ năm bị gọi tên là Angela Baby. Trước kia, Angela Baby cũng từng vướng không ít ồn ào đời tư như nhiều lần bị bắt gặp uống rượu, hút thuốc và dính nghi án hầu rượu, đời tư vô cùng hỗn loạn, bị tố thạo mai, dính nghi án can thiệp thẩm mỹ. Sau khi ly hôn Huỳnh Hiệu Minh, Angela Baby lúc này đã có chỗ đứng riêng trong làng giải trí và thoát khỏi cái mác dựa hơi chồng. Đến hiện tại, người đẹp là cái tên quen thuộc của những show giải trí ăn khắp bậc nhất showbiz. Cô còn mới phá kỷ lục khi trở thành tiểu hoa đầu tiên 10 năm liên tiếp xuất hiện trên trang bìa Harper's Bazaar. Thái Tử Khôn, Vương Nhất Bác, Dương Dương. Tiếp sau ấy là những cái tên cũng có tiếng tăm không kém như Thái Tử Khôn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Dương Dương hay Vương Tuấn Khải. Đây đều là những sao nam đang rất được chú ý dạo gần đây. Đến hiện tại, đây mới chỉ là những dự đoán từ blogger và chưa có bằng chứng xác thực. Netizen đang rất tò mò xem liệu rằng dự đoán này có chuẩn xác hay không. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.